khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV. Ngày hôm nay ngay tại Việt Film Fest, tức là Liên hoan phim Việt Nam năm 2016 tại Quận Cam, chúng ta có một vị khách mời, đó là ca sĩ nhạc rap, nghệ sĩ nhạc rap Suboy từ Việt Nam. Tên tuổi Suboy có lẽ những giới mà yêu nhạc rap không ai còn không biết ở Việt Nam. Nhưng mà Suboy ngày hôm nay tới đây không phải với vai trò ca sĩ rap, cô tới đây là một vai chính của bộ phim được mở màn của liên hoan phim lần này, bộ phim Siêu Trộm. Xin chào Suboy, mới gặp lại. Dạ, xin chào anh Lân, lâu quá mới gặp anh. Suboy có thể cho biết là Suboy đi tới với cái phim này trong cái cơ duyên như thế nào? Mà đây có phải là bộ phim đầu tiên của Suboy không? Dạ, thật ra đây là phim thứ hai của em, nhưng mà cả hai phim em đều làm việc với anh Hàm Trần. Thì một hôm thì anh Hàm gọi điện cho em, bảo là anh có viết một cái vai dành cho em. Thế em mới bảo, anh nói thiệt không giờ, tại vì em không muốn làm hư phim của anh. Are you sure? But he's like, yeah, I'm sure. You know, like, anh base vô cái tính của em và có thể tạo hình nhân vật. Thì em mới nhận lời vào vai Vi, đó là cô hacker trong phim Siêu Trộm. Người ta biết tới Suboy là một rapper và bây giờ mới biết tới là một hacker nữa, là một nghề khác hay sao? Em mà giỏi công nghệ vậy là em cũng rất là mừng, nhưng mà thật ra em không có giống Vi chút nào đó. Khi mà được mời như vậy thì Suboy có suy nghĩ hay là gì không, hay là nhận liền? Dạ, suy nghĩ một ngày thôi. Tại vì nếu mà anh Hàm đã tự tin như thế rồi á, thì em chỉ cần đọc kịch bản. Và khi em đọc xong em cảm thấy rất là thích, bởi vì đây là một cái thể loại rất mới dành cho cái ngành điện ảnh của Việt Nam. Một vai diễn của phim thứ hai, nhưng mà vai diễn vai chính đầu tiên. Dạ. Suboy chia sẻ một vài cái trải nghiệm mà đóng bộ phim này. Dạ, thật sự thì ban đầu em cũng rất là lo, bởi vì em không muốn là đóng vai chính mình dành cho Vi. Cho nên là em cũng dành mấy ngày để làm cái workshop với lại anh Hàm. Thì hai người cũng có bàn bạc và tạo hình cái nhân vật này. Và thật ra anh Hàm cũng không có bắt em là phải theo một cái đường gì hết, mà để cho em tự làm ra Vi. Thì trong quá trình làm phim thì em mới hiểu rõ hơn là về cái ngành làm phim điện ảnh. Nó rất là khó, nó rất là cực. Mọi người phải cùng nhau làm đúng ngay một cái thời điểm và phải kết thúc trong một cái thời gian nhất định. Và nó rất là stress, nó rất là... mọi người cũng lo cho nhau, nhưng mà ai nấy cũng có việc rồi, cần phải làm cái này cái kia, chạy tới chạy lui rất là đuối. Nhưng mà cuối cùng thì em là win-win situation. Anh hiểu không? Là em sau khi em đóng phim rồi, em có một cái kinh nghiệm mới, em có suy nghĩ mới, và em có một cái nhìn dành cho những người diễn viên, và em có nhiều bạn mới. Cho nên em không có gì mất ở trong cái phim này. Và em rất là háo hức để mọi người ở đây được xem phim Siêu Trộm. Đối với lại Suboy trong cái phim này, cái cảnh nào là đáng nhớ nhất đối với Suboy? Dạ, thì trong phim thì có một cảnh là tụi em bị treo ngay cái lò mổ heo. Thì tức là mọi người treo ngược lại luôn như thế này, rồi quỳ trên một cái bàn. Rồi bé Mỹ rất là tội nghiệp, nó đau quá, nó khóc luôn. Và tất cả những cái giọt nước mắt mà mọi người thấy trong phim là ai cũng khóc thiệt hết đó, không có cần đóng. Và sau đó thì một cái người gọi là một cái người giữ những cái data của cái phim thì có mất một vài cảnh. Thế là tụi em phải đóng lại. So trời ơi, mọi người rất là cắn răng chịu đựng và rất là cực. Cho nên là em nhớ đời cái cảnh mà bị nhốt trong lò mổ heo nhất. Đó có phải là cảnh khó nhất đóng không? Nếu không thì cảnh nào khác là cảnh khó nhất đối với lại Suboy để đóng trong đó? Mà vì sao? Dạ, thật ra em không phải là một cái diễn viên chuyên nghiệp, cho nên em là tay ngang vào. Thì mỗi ngày em vô trường quay á, cái đầu óc em giống như là muốn nổ luôn vậy. Tại vì vừa cái cảnh này mình đang vừa khóc cho thằng em của mình nó bị bắn, xong sau đó lại là cảnh tình cảm mới nở. Xong mình kêu oh my god, like, thật ra những cái đó đối với em là rất khó, nhưng mà mọi người đã rất là kiên nhẫn để mà cho diễn viên tập trung, và cuối cùng thì cũng hoàn thành. Nhưng mà thật sự là em thấy cái khó không phải là một cái cảnh nào đó, mà cái khó ở cái giai đoạn thực hiện để cho ra được cái cảnh đó. Thì mỗi cái thì nó đều có cái khó khác nhau. Đóng xong cái phim thứ hai với vai chính với nhiều khó khăn như vậy, bây giờ nếu mà nói tới đóng phim nữa đó, là Suboy đóng tiếp hay là coi như thôi xong cái phim này là thôi luôn? Em hỏi coi trong kịch bản có lò mổ heo nào không? Nếu không em sẽ nhận. Kỳ này thì
Superboy qua chắc hẳn là không phải chỉ là vì cái bộ phim này mà còn những cái dự án liên quan, những hoạt động liên quan tới tới sinh hoạt nhạc rap của Superboy. Yeah. Có thể chia sẻ những cái sinh hoạt đó trong suốt thời gian qua. Dạ, yeah, em vừa mới diễn ở South by Southwest lần thứ hai, họ mời em lại và cũng là người nghệ sĩ đầu tiên mà được quay lại South by Southwest 2 năm liên tục là người Việt Nam. Sau đó thì em cũng làm một số cái tour và những cái meeting, em có gặp một số cái đối tác mà có thể là làm việc chung sau này, cho nên em chưa thể nói bây giờ, nhưng mà đang cái trip này đang rất là tốt. Em đã được gặp thần tượng của em Missy Elliott. Oh my god. Crying. And then lúc đó thì em được coi cái panel của phu nhân tổng thống Michelle Obama nói về chuyện là giáo dục dành cho các cô gái, và em gặp Queen Latifah. Rồi tự nhiên đang đi shopping ở Vegas thì em lại gặp Mike Tyson, ông đi shopping một mình. Tức mình mừng quá, mình tới mình xin chụp hình rồi các kiểu, lại fan girl mắc cười lắm. Rồi vừa rồi em hôm qua thì em vừa được gặp ông Russell Simmons. So, ông đó là người sáng lập của Def Jam, là một công ty hip hop đầu tiên và rất là thành công ở Mỹ. Run DMC đồ này kia là cũng ra từ đó. Cho nên like em cảm thấy rất là may mắn trong cái trip này. Hiện nay thì Superboy đang ở Orange County. Vậy là trong những ngày ở đây sẽ có một buổi trình diễn nào ở quận Cam không? Ồ dạ, hiện bây giờ thì chưa ạ. Nhưng mà có ai mời thì mời em nhé. Nghe rồi nha. Giờ tới chừng nào? Ồ em đâu. Em không biết. Just superboybooking@gmail.com. Có một cái album của Superboy mang tên là Đời. Superboy cũng có giới thiệu ở trên cái trang Facebook của Superboy. Có thể nói đôi chút về cái album đó. Dạ thì đây không phải là album mà là single Đời. Em vừa mới ra thì được độc quyền ở trên Fader trước tiên. Thì một cái bài rất là mới, một cái thể loại rất là mới. Em làm việc với người producer rất là trẻ Việt Nam, chỉ có 23 tuổi thôi, chưa ai biết tới, và rất là tài. Cho nên thứ nhất là năm nay em cảm thấy rất là háo hức cho những cái nhạc mà mình sắp đưa ra, những cái video và có thể là cái tour ở trường đại học Việt Nam. Và có thể nữa thì em sẽ cố gắng để mà có thể làm một tour ở Mỹ. Nhưng mà cái đó là cái chuyện lâu dài sau. Có nghĩ tới những cái nơi khác nữa, châu Âu hoặc là những cái nơi khác ở châu Á, nơi có người Việt Nam mình rất nhiều. Dạ châu Á thì em mới diễn ở Nhật thôi. Thì đúng là gặp người Việt Nam đến, họ rất là mừng. Họ nói là trời ơi, ở Nhật làm việc rất là cực từ sáng tới tối và chưa có thời gian để về Việt Nam chơi, cho nên thấy một người nghệ sĩ Việt Nam qua chơi một cái lễ hội Việt Nhật thì họ rất là vui. Nhưng mà mới tới đó thôi, còn ở Nga. Nhưng mà ở Nga thì em diễn một cái lễ hội gọi là V-Rock là vừa năm ngoái. Còn sắp tới nữa thì em có thể là sau khi ra nhạc mới thì mọi người sẽ chú ý hơn và sẽ mời em hơn. Còn hiện giờ thì em tập trung cho âm nhạc mới thì nó sẽ tốt hơn. Focus. Xin cảm ơn Superboy rất là nhiều. Phải trả lại Superboy cho những cái cơ quan truyền thông khác ngày hôm nay đang đứng line up đợi cô ấy. Nhưng mà trước khi từ giã Superboy, lần đầu tiên đòi hỏi Superboy một tí là chào khán giả, gọi là tạm biệt khán giả của Superboy ở khắp nơi với một khúc nào đó ở trong cái single Đời của Superboy được không? Oh yeah. Okay, so Đời thì đây là một đoạn ở trong single Đời. Cây nào lớn mà không có rễ sâu, chèo té muốn bể đầu, về đi khui nắp chai, pập hai phát có sao đâu. Ngầu một chữ I complain, tôi đeo cặp kính màu đen, cả rừng cây với lá, đâu có cần ghen. Chúng ta vừa mới gặp lại Superboy một lần nữa, một rapper, một nghệ sĩ nhạc rap rất nổi tiếng ở Việt Nam. Hy vọng chúng ta đã gặp được cô và sẽ được xem được cái phim tối hôm nay, phim Siêu Trộm. Cảm ơn Superboy rất nhiều, chúc cho một đêm thật là vui vẻ. Cảm ơn anh. Đêm đeo tai phone chơi game, tự nhiên một tên nào điên bóp chuông âm sình như cồng chiêng đang lên đồng, làm ba tôi gồng gậy cái vụ gì đây, đứa con gái lầm bầm mấy câu rủa thầm cắt ngang với tâm gái mà giờ này ai, sao không chờ ngày mai hay là gặp phải mấy ông trẻ đùi da
liền bỏ hết phone ra khỏi tai. Khi mà nghe tiếng chân bật bật sao tôi điên đầu, tôi liền cau mày sao ba cho họ lên lầu, làm mặt nhau đúng cả thành đêm khuya, cầu nhau lầu bầu nghe gần hơn chính là tiếng chân đất. Dẹp tên thành tịch như là cái beat, làm như chuyện không lành đã lên tiếng. Cộng cọc tiếng cửa xù, mở cửa ra, bất thình lình nhận thấy hai thanh tra. Chỉ khóc kể bà nói muốn nhảy lầu đêm qua, rồi bà nói là bà nói đùa. Tôi khóc bài con đã làm được gì cho ba, coi như thu hoạch không đúng mùa. Nhưng mà đây, vô thường hư không, đã muốn sống có cái tấm lòng. Đây, vô thường hư không. Té muốn bể đầu về đi khui nắp chai bập hai phát có sao đâu. Ngầu một chữ ai cầm play, tôi đeo cặp kính màu đen, cả rừng cây dưới lá đâu có cần ghen. Cho trong một đêm đời buồn thêm, con không tin vào tai, cú điện thoại mẹ biểu về ngay. Tai nạn ba đo đường, thằng bà trên giường mặt sinh nhận không ra, mẹ nó mất nhịp phải không ba. Còn nấc tức nghẹn tóc trong mộng mà sao ba biết. Đang còn cái gì mà phải tiếc. Giọng ba lại cất xu, đừng khóc con, ở đời có cái gì là mãi mãi. Vô thường hư không.